sau cả một đoạn đời làm những địch thủ nổi tiếng nhất trên thế giới. Tom và Jerry sẽ có khởi đầu mới. Tại một thành phố lớn, khách sạn này đã từng đón tiếp 4 vị tổng thống, 3 giáo hoàng, 2 ông vua, và ta sắp tổ chức đám cưới thế kỷ. Cô nghĩ mình đủ khả năng nhận vị trí này chứ? Tôi tỏa sáng dưới sức ép giống như viên kim cương hoặc là Rihanna. Có một chuyện. Ta có vấn đề với chuẩn. Với cái gì cơ? Tôi sẽ tóm được nó ạ. Chà, chi tiết cụ thể ghê. Ta có thể thuê người diệt chuột hoặc tận dụng quá trình tiến hóa hàng triệu năm của loài săn mồi này. Nếu một tấm ảnh của con chuột này mà được twist lên Insta Buffet hay TikTok gì đó, ta sẽ mất hết danh tiếng. Không, sẽ không có chuyện đó đâu. Con chuột đó chết chắc rồi. Tôi sẽ không để khách sạn này bị một con chuột và một con mèo phá nát. Nó đang chơi đùa với ta. Đón xem bộ phim Tom và Jerry trên kênh HBO.